Ủy ban Thương mại Quốc tế thuộc Nghị viện châu Âu bật đèn xanh cho hai hiệp định thương mại tự do và bảo hộ đầu tư giữa Liên hiệp châu Âu với Việt Nam. Thông cáo báo chí hôm 21 tháng Giêng của Nghị viện châu Âu cho hay. Thông cáo nói, Ủy ban bỏ phiếu ủng hộ cho hiệp định thương mại tự do với tỷ lệ 29 phiếu thuận, 6 phiếu chống, 5 phiếu trắng, đồng thời đưa ra khuyến nghị phiên toàn thể của Nghị viện châu Âu cũng nên bỏ phiếu thông qua. Hiệp định thương mại tự do, gọi tắt là EVFTA, sẽ dỡ bỏ gần như toàn bộ thuế quan giữa Liên hiệp châu Âu và Việt Nam trong vòng 10 năm và bao gồm những điều khoản về bảo vệ môi trường, thúc đẩy tiến bộ xã hội ở Việt Nam, trong đó có quyền của người lao động và nhân quyền. Với 26 phiếu thuận, 7 phiếu chống, 6 phiếu trắng, Ủy ban cùng ngày 21 tháng Giêng cũng đồng ý về Hiệp định bảo hộ đầu tư giữa EU với Việt Nam. Hiệp định này sẽ dẫn tới việc lập ra hệ thống tòa án về đầu tư với các thẩm phán độc lập để giải quyết tranh chấp giữa các nhà đầu tư và nhà nước. Nghị viện châu Âu sẽ bỏ phiếu về hai hiệp định vừa kể vào phiên họp tháng 2 ở Pháp. Nếu được thông qua lúc đó, Hiệp định Thương mại Tự do sẽ có hiệu lực ngay, còn Hiệp định về bảo hộ đầu tư cần được các nước thành viên EU thông qua trước mới có hiệu lực. Riêng về quyền lao động và nhân quyền, thông cáo của Nghị viện châu Âu nói, Việt Nam dự kiến sẽ phê chuẩn hai dự luật còn lại về bãi bỏ lao động cưỡng bức và tự do lập hội, lần lượt vào năm 2020 và 2023. Nếu có vi phạm nhân quyền, vẫn theo thông cáo, Hiệp định Thương mại có thể bị đình chỉ.